Xin chào quý vị và anh chị đã đến với kênh YouTube chính thức của em. Sau thời gian 3 đến 4 ngày spa và chăm sóc để trả lại vẻ đẹp cho chiếc xe, thì hôm nay em xin được giới thiệu lại cho anh chị một cái siêu phẩm, một trong số những cái mẫu xe cực kỳ hiếm trên thị trường và một cái mẫu xe cơ bắp xuất cho thị trường Mỹ, đó là chiếc Toyota 4Runner. Chiếc xe sản xuất năm 2012, đăng ký lần đầu năm 2013 anh chị nhé. Rất mới và đây là một cái mẫu xe rất hiếm và cực kỳ cơ bắp, nó rất đẹp. Và những người thực sự có gu, thực sự đam mê thì sẽ thích cái dòng xe này. Một trong số những cái mẫu xe phải nói là đem lại chúng ta rất rất nhiều những cái trải nghiệm hay, từ cảm giác lái này, từ khả năng vận hành này, và những cái option của nó cũng rất rất hay anh chị nhé. Và xin giới thiệu quý vị anh chị chiếc 4Runner sản xuất năm 2012, màu đen, nội thất màu nâu cà phê rất đẹp, lăn bánh hiện tại là 8 vạn km. Một cái mẫu xe em đánh giá là nó rất rất hay. Và đây, mời anh chị cùng em. Và hiện tại em đang có sẵn hai cái mẫu 4Runner này anh chị nhé. Phiên bản này của em là phiên bản SR5, và ngoài ra thì em còn có một chiếc xe phiên bản Limited và cũng sản xuất năm 2012 anh chị nhé, rất hay. Và chỉ đâu đó khoảng 1 đến 2 ngày tới thôi thì em sẽ giới thiệu toàn bộ cái vẻ đẹp của một chiếc xe phiên bản Limited rồi. Phiên bản SR5 này thì cũng sẽ trang bị rất rất nhiều tính năng hay. Và điểm phân biệt giữa những cái phiên bản Limited ở đâu thì đầu tiên phần ngoài chúng ta có thể nhận diện bằng bộ mâm anh chị nhé. Phần ngoài chỉ có thể nhận diện bằng bộ mâm thôi. Đó. Phần đuôi xe thực sự là quá bề thế và cơ bắp anh chị nhé. Những cái mẫu xe đến từ Mỹ ấy, thì thường thường rồi chúng ta nói đến những cái mẫu xe đó thì nói đến những cái mẫu xe ăn xăng này, cơ bắp này, khỏe khoắn này, và thực sự là vô cùng hâm hố. Anh chị nhìn qua phần đèn giúp em nhé, phần đuôi xe rất đẹp nhé, hay là những cái phần móc treo nhé, nó rất là cơ bắp. Đó, tiếp đến là gia chủ đã nâng cấp chiếc xe này. Phần lốp anh chị nhé, nó không khác gì những cái mẫu xe dạng như kiểu là Jeep, những cái mẫu xe vượt địa hình, những cái mẫu xe mà chúng ta đi ở khắp nơi trên thế giới. Và mẫu xe này đương nhiên rồi, nó đảm nhiệm cái vai trò đó rất là đơn giản thôi. Đó, với cái phần giá nóc ở trên khiến mẫu xe này càng thêm cơ bắp anh chị nhé. Phần đèn trước của chúng ta thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có hệ thống đèn sương mù là halogen này. Hệ thống đèn đây, hệ thống đèn rất sáng nhé, đều là full LED rồi anh chị nhé. Đó, cho khả năng chiếu sáng rất tốt luôn. Và phần cơ bắp thực sự là rất chiến luôn. Mời anh chị cùng em ngắm qua cái phần nội thất của chiếc xe này, sau quãng độ hơn 10 năm sử dụng thì liệu nó còn lại những gì. Đây, không phải tự nhiên mà những cái mẫu Toyota lại được rất rất nhiều người yêu thích đâu, vì sự bền bỉ. Và quá bền bỉ luôn anh chị nhé. Vô lăng bọc da cao cấp này, ghế da cao cấp này, bề mặt táp lô, táp ly gần như mới anh chị nhé. Đó, em cho spa lại thì anh chị đã thấy khác chưa? Với một chiếc xe chưa qua spa và một chiếc xe qua spa rồi, đó, nó sẽ có độ khác nhau. Nhưng tổng thể nó là một cái chiếc xe rất có hồn, từ ghế da, táp lô, vô lăng, cần số nhé. Và với phiên bản này thì chúng ta sẽ nhận diện bên trong nội thất giữa với phiên bản Limited ở đâu thì đó là cần số nhé. Cần số này là cần số cơ anh chị nhé. Và những anh chị nào đam mê những cái chuyển số bằng cơ, những cái cú vặn số thì phiên bản SR5 sẽ có thể là sự lựa chọn cho anh chị. Và chúng ta sẽ có thêm những cái tính năng khác để nhận diện, đó là chìa khóa cơ. Với phiên bản Limited thì sẽ là chìa khóa điện tử, nút bấm anh chị nhé. Và chiếc xe này của em thì đã được gia chủ nâng cấp lên màn hình camera và Android, rất rất nhiều tính năng hay. Ở vô lăng thì chúng ta sẽ có những cái tính năng liên quan đến điều chỉnh âm lượng và cruise control, đầy đủ những cái tính năng hay ho anh chị nhé. Với một chiếc xe đến nay là hơn 10 năm sử dụng rồi. Hàng ghế thứ hai chiếc xe này thì sao? Rất là rộng rãi và thoải mái anh chị nhé, cực kỳ là rộng rãi và thoải mái luôn. Chúng ta sẽ có cửa gió làm mát đằng sau này. Và với phiên bản này là phiên bản 7 ghế thì với một chiếc xe 4Runner nó sẽ đem lại cho chúng ta 7 ghế rất là rộng rãi anh chị nhé. Kể cả khi chúng ta gập cả ba hàng ghế lên vẫn rất là rộng rãi, vẫn có chỗ để đồ. Nhưng khi chúng ta cần muốn sử dụng để nhiều đồ hơn thì đây sẽ là giải pháp, gập hàng ghế thứ ba lại, rất rộng rãi và thoải mái anh chị nhé. Chiếc xe này của em thì tất nhiên rồi, nó sẽ là cốp cơ thôi. Sử dụng cái khối động cơ V6 4.0 lít, một cái khối động cơ phải nói là cực kỳ là mạnh mẽ anh chị nhé. Những cái mẫu xe đến từ Nhật Bản mà xuất cho thị trường Mỹ thì chắc chắn rồi, nó sẽ thể mang tính chất là những cái mẫu xe cực kỳ là mạnh mẽ.
Và đây là cái nền tảng động cơ mà sử dụng chung với những chiếc Prado thế hệ mà xuất cho thị trường Trung Đông 2008, 2009, 2010 anh chị nhá. Một cái động cơ 4.0 V6 hút khí tự nhiên rất là mạnh mẽ. Và ở thời điểm hiện tại với cái tầm tài chính khoảng 1,3 tỷ đồng hơn một chút thôi, anh chị đã có thể sở hữu cho mình cái mẫu xe này rồi. Anh chị thích cái mẫu xe đến từ Nhật Bản xuất cho thị trường Mỹ, một cái mẫu xe cực kỳ cơ bắp, đồ sộ, khỏe khoắn và đem lại cho chúng ta cái cảm giác lái rất hay, đi chinh phục mọi nơi, thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua cái số điện thoại 0923112279 hoặc đến trực tiếp showroom Auto 19 có địa chỉ tại lô 2 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội để được lái thử và trải nghiệm mẫu xe. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe video của em.